Chị xin chào tất cả các em. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các em tô nàng bạch tuyết xinh đẹp nha các em. Đây là nàng công chúa bạch tuyết. Thì đây là đầu, tóc. Đây là tai. Đây là mình. Đây là đầm. Thì cái phần nơ